Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Ở những ngày qua thì rất nhiều bác đã nhắn tin và gọi điện hỏi em về những chiếc xe địa hình khung carbon. Và hôm nay em có về một chiếc xe mang thương hiệu Nga Format, khung carbon toàn phần. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Vâng, và đầu tiên là về hình thức. Hình thức chiếc xe khá là mới. Nước sơn sơn bóng đen đỏ. Rất là nam tính cho xe. Hầu như không có một vết xước đâu các bạn. Hình thức còn trên 95%. Em sẽ lướt qua nước sơn của xe. Đây, như các bạn có thể thấy rất là mới. Khung carbon. Xe khung xe có size 16. Phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7. Hậu yên khá là dài. Xe có trang bị yên WTB, một hãng làm yên với cả lốp rất là nổi tiếng rồi trên thế giới. Đây, yên có những cái các bác có thể nhìn rõ, yên rất là mới, không một vết xước nào cả, không bị rách. Đi cùng yên WTB thì cặp lốp đây cũng WTB rất là nổi tiếng. Ở đây là lốp xe tăng, rất là bám đường cho xe địa hình. Có thể chuyên đổ đèo với cái lốp này. Gai còn rất là mới các bác nhé. Và đây là cặp vành Mavic. Mavic là một hãng làm vành Mayer rất là nổi tiếng trên thế giới. Em quay đây. Đây có Mavic Mayer. Đây lốp trước WTB Mavic đồng bộ hết. Bê lan đi vào. Đùi giữa trục rỗng cao cấp Shimano DORE. Cấu hình DORE. Và đây là củ đè SLX. Xe sở hữu hai bộ cấu hình gần như là trùng cuối của xe địa hình rồi. Rất là cao cấp. Tay nắm WTB nổi tiếng đồng bộ đây. Các bác có thể nhìn thấy. Xe quá đẳng cấp. Xe sử dụng bộ tay bấm xà Shimano DORE. Đây là bên bấm líp, bấm đĩa đây. Còn rất là mới, các bác có thể nhìn thấy. Vâng, và khoảng cách về ghi lông của xe này rất là dài, 70cm, 72cm. Còn đây là xe địa hình khác của bên em. Chỉ có khoảng cách là, đây các bác có thể nhìn thấy, 60 thôi. Quá phù hợp các bác đổ đèo, leo núi cùng với cặp lốp. Nói đây là một xe chuyên là đổ đèo. Và xe sử dụng cấu hình của đề SLX 2, 4, 6, 8, 10, 10 lít và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Giờ là lên lít.
lượng rất là tốt. Xích lít rất là mới luôn. Xuống lít rất tốt và trơn tru. Ok, xuống đĩa rất là mượt. Lên đĩa. Đây, như các bác có thể thấy, nếp còn rất là bóng và mới. Kè rất là ít đi. Và đây là bộ phanh dầu Shimano Dere. Sử dụng quá nhiều bộ chuyển động cao cấp ở trong chiếc xe này. Và đây là sóc hơi. Đây em có thể tháo cái sóc hơi cho các bác xem. Đấy. Có chữ E trên này. Xả E các bác nhé. Sóc hơi à. Cùng carbon. Bây giờ em sẽ điểm lại toàn bộ chiếc xe. Xe có bộ khung carbon size 16. Đùi đĩa Dere trục rỗng. 10 lít 3 đĩa. Xe 30 tốc độ. Củ đề SLX Shimano. Phanh dầu. Khung quá đẹp luôn. Các bạn có thể thấy. Rất ít một vết xước nào luôn. Sóc hơi. Dốc sốc. Một hãng giảm sóc nổi tiếng thế giới về của Mỹ à. Lốp mới. Cặp vành là Mavic. Đều rê hết. Vâng, và chỉ với 9,8 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe cực kỳ tốt, khung carbon, format 88. Hiện tại chiếc xe đang được săn bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp. 9,8 triệu các bác được bảo hành 1 năm và miễn bao ship toàn quốc. Vâng, và các bác hãy lên YouTube để nhấn Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh, nhấn chiếc chuông bên dưới video để theo dõi những xe mới nhất về bên em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.